bạn đã đến với kênh Xe Đạp Điện Trợ Lực Channel, một kênh chuyên review về những chiếc xe nổi tiếng trên thế giới. Tại Việt Nam thì bên Xe Đạp Điện Trợ Lực luôn luôn mang đến cho khách hàng những cái chiếc xe có chất lượng ổn định nhất và giá thành phù hợp nhất đối với người Việt Nam. Sau đây mình sẽ đi đến chi tiết hai mẫu xe. Phải nói rằng đây là hai mẫu xe thuộc phân khúc phổ biến và bình dân. Tuy nhiên thì đó không phải là yếu tố quyết định, mà quyết định chính là những cái mà ảnh hưởng tới trải nghiệm của người dùng. Đây, bên trái, bên phải của các bạn ấy là mẫu xe Ingui C20 Pro. Mẫu xe này thì cực kỳ nổi tiếng và phổ biến trong thời gian gần đây. Có thể nói lượng bán ra cực kỳ nhiều và ổn định. Bên trái của các bạn này là mẫu Zengbu X6 Pro. Phiên bản này thì vừa mới update tháng 7 năm 2023. Cả hai phiên bản này thì phiên bản này là update tháng 6 năm 2023 và phiên bản này là update tháng 7 2023. Nào, cùng mình tìm hiểu những cái update và những cái cải tiến ở trên hai mẫu xe này nhé. Trước hết thì các bạn nhìn phía bên tay trái của các bạn ấy thì là mẫu Zengbu X6 Pro. Nó có tên ở đó là X6 Pro này. Zengbu X6 Pro được trang bị động cơ là 500W, khối pin 10Ah và cho phép chúng ta di chuyển một lần sạc đầy pin thì đi được khoảng độ 60 km ở chế độ vặn ga và 50-60 km chế độ vặn ga nhé. Và chúng ta đạp trợ lực điện thì có thể đi được đến 80-100 km ở chế độ đạp trợ lực điện. Xe được trang bị Shimano 7 cấp, tức là chúng ta có 7 tầng deep lip ấy. Đây chúng ta nhìn thấy có 7 tầng lip này. 7 tầng lip này thì cho phép chúng ta chuyển các lip dễ dàng đơn giản bằng cái phím đề ở trên tay phải của các bạn. Các bạn có thể chuyển số ở đây. Đó. Thì ở dưới nó sẽ chuyển và nó thay đổi tỷ số truyền. Thì chúng ta đạp nặng nhẹ và tốc độ nó sẽ khác nhau. Trên chiếc Zengbu X6 Pro này thì nó rất là đơn giản, gần như nó tối giản đối với người dùng và rất là phù hợp đối với các bạn học sinh cũng như là các ông bà hoặc là những người lớn tuổi có thể sử dụng chiếc này cực kỳ dễ dàng. Trên hình các bạn nhìn này, nó là các cái số này. Các cái số ở đây bao gồm số 1, số 2 và số 3. Thì ở số 1 thì nó sẽ lên tốc độ 25 km/h ở chế độ vặn ga. Đấy các bạn nhìn này, đấy 24 km/h nhá. Lên số 2 thì là lên đến 30 km/h này. Đấy và lên số 3 thì chúng ta lên đến 36 km/h. Đấy nó cực kỳ dễ dàng sử dụng luôn. Nếu như chúng ta bật đèn buổi tối thì đèn phía sau nó sẽ sáng và chúng ta tắt đèn đi thì đèn phía sau sẽ tắt. Đấy, trong trường hợp mà chúng ta bóp phanh. Đó, bóp phanh đây thì đèn phía sau nó cũng sáng để báo hiệu cho người ở phía sau chúng ta biết được là chúng ta đang giảm tốc độ. Và họ chủ động cái việc đấy là đi lại phanh lại ở chỗ đông người. Tiếp đến là chúng ta có thể có cái còi điện này. Cái dòng này thì nó trang bị cái còi điện tích hợp sẵn luôn ở trên đèn này này. Đấy, rất là kêu, rất là to. Đấy, và trang bị sẵn luôn cả cái giá để điện thoại. Cái giá để điện thoại này thì được kết nối trực tiếp với cả cái nguồn của quả pin, cho phép chúng ta lấy nguồn sạc trực tiếp ở trên này được. Ở đây là cái cổng USB. Để chúng ta sạc như sạc bình thường ở cổng sạc ấy. Đây chúng ta gậy cái này ra và cắm sạc vào, cắm vào điện thoại như này. Có thể sạc được và cái giá này nhá, nó rất là chắc chắn này. Cực kỳ chắc chắn luôn. Các bạn xoáy chặt lại là gần như là không có thể tháo được ra luôn bằng tay luôn. Để tránh trường hợp mà chúng ta bị giật nhá. Cũng là rất là an toàn. Mình rất là thích ở trên chiếc xe này những cái điểm như này là các bạn này. Nó có thể nâng hạ được cái cọc yên này, cọc gác tay lái này. Đối với chiếc mẫu này ấy, thì một người 1m4 có thể đi được. Đấy, rất là ok luôn. 1m4 đi được nhá. Ngoài ra nhá, nó có thể nó điều chỉnh được cái tay lái này. Lên xuống, điều chỉnh được này. Cái góc mở của tay lái này. Để khiến cho, để cho người dùng ấy, rất là dễ dàng nhá. Nếu mà tay lái nó cong này, đó, nó chuyển như này này. Mình rất là dễ sử dụng luôn ấy, cực kỳ là nó thân thiện ấy, nó cảm giác mình dùng nó không có gì xa lạ cả mà nó rất là phù hợp. Ngoài ra thì ở dưới cọc yên đây nó có cái lò xo nhún này. Đấy, các bạn nhìn này, rất là êm này. Cực kỳ êm ái luôn. Đấy, các bạn thấy không? Dùng chiếc xe này thì nói chung là những người lớn tuổi thì cực kỳ là phù hợp luôn. Ngoài ra thì có thể lắp được cái giỏ sắt ở hoặc trên này. Nắp giỏ trên này thì có cả nắp nước đàng hoàng vào thì đi chợ cực kỳ là ok luôn. Đấy. Tiếp đến nó còn có cả cái giảm sóc ở trước này. Các bạn này. Rất là êm luôn. Mẫu xe này thì được trang bị phanh đĩa trước và sau. Hai cái phanh đĩa này thì cực kỳ là an toàn.
mình rất là thích ở trên những chiếc xe dòng xe gấp này này, là nó được trang bị cái phanh ấy, cái phanh này, cái dây phanh này nó chũi xuống dưới để tạo cho chúng ta là gần như là nước nó sẽ không chui vào được và rất là bền. Đấy, ngoài ra thì ở phía sau đấy cũng thế, nó làm ở phía bên ngoài chữ A này. Cái góc ngoài chữ A này thì khiến cho cái dây phanh này nó thẳng xuống như này và nó không bị nước vào. Có một số mẫu thì nó ở nằm trong cái góc chữ A này thì nó phải ngửa lên, thì cái phanh của nó mình cần phải bảo dưỡng thường xuyên hơn. Đó. Thì cái bản X6 Pro này ấy, nó được nâng cấp lên động cơ 500W. Ngày xưa thì là bản X6 thường ấy, thì nó được nâng cấp động cơ chỉ có 400W thôi. Ngoài ra thì nó còn có thêm một cái điểm nâng cấp nữa là lốp. Lốp thì bây giờ nó sẽ lốp béo. Tức là lốp mà bây giờ là 20 x 2.24 rồi. 20 x 2.24 thì nó béo hơn. Ngày xưa cái lốp nó bé, nó chỉ là lốp 20 x 1.95 thôi. Thì cái bề rộng này của nó này, nó bé như này này. Nó bé thì đi nó cứng hơn, nó không êm bằng cái lốp to này. Đấy. Chúng ta nhìn thấy tổng thể khi mà trang bị thêm cái lốp béo này thì cái dè chắn bùn này họ làm cũng rất là chắc chắn này và đồng màu này, đẹp cực kỳ luôn. Cái dè chắn bùn nó dài như này ấy, thì đảm bảo cho chúng ta đi lại ở dưới trời mưa ấy, nó rất là sạch, không có gì bẩn cả. Còn việc vệ sinh xe này thì hoàn toàn bình thường. Các bạn có thể dùng máy rửa xe, rửa ở phần trên thoải mái. Ở phần dưới thì các bạn vẫn rửa được bình thường. Tuy nhiên thì hạn chế phun trực tiếp vòi áp lực cao vào phần động cơ. Nó sẽ có nước nó rơi vào thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái độ bền của động cơ. Ok nhỉ? Ngoài ra thì chúng ta có thể gấp gọn được nhé. Các bạn biết được là những cái xe, chiếc xe này ấy, thì gấp gọn bỏ cốp ô tô hoặc là gấp gọn bỏ vào một góc nhà ấy, nó rất là tiện. Đấy, nó rất là thông minh. Ngoài ra thì chúng ta có thể là để gấp gọn để cốp ô tô mang về quê đi chơi đi đâu đấy thì chúng ta bỏ vào thì chúng ta đều đi được rồi nhỉ. Tiếp đến là chúng ta đi đến mẫu C20 Pro. C20 Pro có gì? C20 Pro nếu như chúng ta mua một phiên bản đầy đủ có gác 3 ga thì nó sẽ tương đồng với cả chiếc gác 3 ga ở bên này. Còn nếu như nguyên bản của nhà sản xuất ra thì nó sẽ không có gác 3 ga này. Ở đây bên mình lắp gác 3 ga và lắp thêm cái gác đẩy chân. Đấy, và để cho nó gần như là chúng ta có thể trèo lên xe là đi được luôn đấy. Thì bên mình đã lắp đủ hết cả đệm luôn này. Đấy. Chúng ta nhìn trên hình là mẫu C20 Pro của Ingui. Ingui là một thương hiệu đến từ nước Anh và nó có thâm niên sản xuất về xe đạp điện khoảng độ 8 năm. Ingui thì mới được gia nhập thị trường gần đây thôi. Và đã được cộng đồng trên thế giới, châu Âu như Mỹ họ sử dụng rất là nhiều rồi. Cái dòng Ingui này phải nói rằng là cái độ bền và cái độ trâu của kiểu cơ bắp của Mỹ thì cực kỳ là ổn định. Tất cả mọi thứ đều rất là ổn định. Theo thống kê của mình ấy, thì cái số lượng bán ra của chiếc C20 Pro này tại Việt Nam thì cũng phải đến hàng nghìn con rồi. Và gần như là chất lượng của nó rất là ổn định và đảm bảo. Chúng ta có thể thấy được là qua cái dịch vụ bảo trì bảo dưỡng ấy, các bạn ở trên cái nhóm Zalo thì đã có đến vài trăm người ở trên cái nhóm Zalo là tất cả đều sử dụng chiếc C20 Pro. C20 Pro bản mới nâng cấp của tháng 6 năm 2023 nó có một số những cái điểm như này. Các bạn có thể nhìn thấy ở trên hình các bạn, đây là ốc. Ngày trước thì nó là chính là cái vít hình mỏ vịt ấy, cái mỏ vịt ấy giống như ở trên mấy con Ado D30 này thì nó là vít mỏ vịt. Đây là chúng ta nhìn qua đây này. Cái vít mỏ vịt này thì chúng ta này vặn ra này, sau đó vít lại. Thì qua quá trình sử dụng ấy thì mình thấy là nó có khả năng nó bị dơ và nó lỏng. Cho nên là nó sẽ cái yếu tố an toàn nó sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên là mình luôn luôn nhắc nhở anh em là nếu như sử dụng cái vít mỏ vịt kiểu như này thì phải thường xuyên kiểm tra xem nó có ổn định và có chắc chắn hay không. Vì là nó có thể qua quá trình mình sử dụng ấy, nó long ốc, nó lỏng ốc ấy, rất là có thể nguy hiểm nhá, nó rơi bánh ra ngoài. Đấy, thì các bạn để ý. Thì trên phiên bản 2023 này thì nó update luôn là sử dụng luôn con ốc ở đây. Riêng đã sử dụng con ốc ở đây thì nó cực kỳ chắc chắn luôn. Các bạn
mà mua về bỏ ra thì các bạn chỉ cần vít chặt ốc vào là ok, chắc chắn luôn, 100% là không việc gì cả. Tiếp đến là cái bản update tiếp nó có cái chân trống kìa các bạn kìa. Cái chân trống ở đây này. Chân trống ở đây thì nó được hàn vào cái bát sắt ở dưới này. Và nó dày to hơn, tạo cho chúng ta một cái bền bỉ chắc chắn luôn, chúng ta chống chắc chắn cực kỳ luôn. Không bị choãi ra. Đấy, và lực bật rất là mạnh. Đấy. Ok, còn lại mọi thứ thì mình thấy vẫn thế, cũng không có gì đặc biệt cả. Cái điểm chê ở trên chiếc C20 Pro này ấy, mình thấy có mỗi cái rè chắn bùn này. Cái rè chắn bùn này thì đúng là làm mình cảm giác như là không được đẹp, cầu thả ấy. Cái rè chắn bùn này rất là nhiều anh chị không thích. Tuy nhiên thì nó là hãng mà. Vì là ở châu Âu với Mỹ thường là người ta bỏ cả cái rè chắn bùn này ra người ta đi cơ. Nếu mà bỏ cái rè chắn bùn này ra ấy, thì chiếc xe nó cực kỳ nó đẹp và ngầu luôn. Các bạn có thể nhìn trên hình kìa. Đó, trên hình các bạn nhìn đấy. Nếu như chiếc xe C20 Pro ấy, nó bỏ cái rè chắn bùn ra ấy, thì các bạn nhìn rất là đẹp. Đấy, tuy nhiên thì đẹp không có nghĩa là dùng là nó phù hợp đúng không ạ? Mà đẹp thì có thể là nó sẽ bất tiện đối với cả cái khí hậu của mình. Là gió mùa nóng ẩm rồi mưa đi thì nó bắn. Do vậy là cần phải trang bị cái rè. Và như mình thấy là cái rè này đúng là nó hơi bắn nhưng mà lắp vào xài thì vẫn ok. Cái điểm nổi bật ở trên chiếc xe C20 Pro này mà một chiếc xe ở cùng phân khúc không bao giờ có là cái thời lượng sử dụng pin của nó cực kỳ trâu. Một lần sạc đầy pin nó có thể đi được 150 km ở chế độ trợ lực điện. Và nếu như các bạn đi vặn ga nó có thể đi được 60-70 km. Đây là một con số cực kỳ ấn tượng. Và không gần như không một chiếc xe nào ở cùng phân khúc giá nó có thể địch được chiếc xe này. Mình đảm bảo và mình khẳng định 100% với các bạn luôn là hiện tại trên thế giới những mẫu xe như này, như con xe với bộ đồ này nó là cực kỳ đỉnh luôn. Đỉnh là mình so với phân khúc giá nhé, chứ mình không nói về giá và nguyên về phần chất lượng. Thì có những chiếc xe đến mấy chục củ thì đương nhiên là nó sẽ ngon hơn rồi. Đấy, nhưng mà ở mức giá và mức giá tiền ấy và cái công năng sử dụng thì chiếc xe AMG Pro này là số 1 luôn, mình khẳng định luôn, mâm trên tất cả luôn. Ngoài ra thì các bạn có thể lắp gác ba ga như này và lắp gác để chân như này. Thì tải trọng của chiếc xe C20 Pro này nó có thể hai người lớn ngồi vô tư. Có nghĩa tầm khoảng 160 cân, 170 cân đi vô tư. Tất cả các dòng xe trợ lực ở bên mình bán thì đều có 3 chế độ. Thứ nhất là chúng ta có thể vặn ga đi như xe điện. Đấy. Và thứ hai là chúng ta đạp thì nó trợ lực điện. Và thứ ba là chúng ta đạp như xe đạp bình thường thôi. Đấy các bạn nhé. Nếu mà mình lên số này thì vặn ga này. Đấy. Đi như xe điện thôi. Không có gì khó cả, dễ mà. Đó. Đạp thì chúng ta đạp như xe đạp bình thường. Và đạp trợ lực điện thì khi mà chúng ta đạp thì nó tự hiểu luôn. Hệ thống nó tự hiểu là ông đang đạp thì tự trợ lực để đạp nó nhẹ hơn. Đấy. Ngoài ra thì mình có một cái điểm mình không thích nữa ở mấy cái dòng xe này nữa này nhỉ. Nó có những cái dây này nó cứ dài dài đằng ngoằng ra ấy, rất là khó chịu và nhìn trông rất là không thẩm mỹ lắm. Tuy nhiên ấy thì để giải thích cho cái dây dài như này ra thì hãng nó bảo là xe này là dòng xe bọn tao làm bán cho bên châu Âu và bên Mỹ, cho nên là gần như là họ sẽ tăng cái chiều cao này lên. Tăng cái chiều cao yên này lên này. Ngồi rất là cao này. Cũng như là tăng cái chiều cao của cái tay lái lên này. Đấy. Nên là bắt buộc bọn tao phải làm nó cao nó dài lên để phù hợp với cả cái mục đích sử dụng. Ngoài ra thì còn có thể gấp xuống nữa thì nó sẽ kéo giãn cái dây ra nữa. Đấy thì là một số cái mà giải thích của bên hãng. Thì mình thấy nó cũng có lý. Thì nó một hãng lớn thì nó sẽ không bao giờ nó custom riêng cả. Mà nó sẽ sản xuất đại trà để cho giá của nó, của chiếc xe nó giảm xuống và làm sao để người sử dụng nhất cũng như là có giá thành ổn định nhất và kinh tế nhất để cho các bạn tiếp cận. Đấy, các cái dòng xe này ấy, thì một lần sạc đầy pin nó sẽ rơi vào khoảng độ 5 đến 6 giờ đồng hồ. Thì các bạn cứ đi ngủ tối các bạn cắm sạc ấy, gần như là vậy, thì khi nào đầy thì nó sẽ tự ngắt. Đấy. Nó có các cái chế độ sạc thông minh nhá. Bây giờ nó có tiêu chuẩn sạc thông minh rồi. Ở trên chiếc C20 Pro này thì
Đây các bạn nhìn này, nó đây cái sạc của nó rất là to. Đấy, sạc cực kỳ to và nặng nhá. Nó là các tiêu chuẩn chất lượng mà xuất châu Âu với Mỹ, đòi hỏi là những cái tiêu chuẩn rất là cao. Đây các bạn có thể nhìn thấy này, cái tiêu chuẩn sạc này. Đấy, các bạn nhìn này. Sạc rất là chất lượng nhá. Các bạn cầm nặng trịch tay luôn ấy, cứng tay luôn ấy. Nặng lắm. Có chế độ tự ngắt khi mà quả pin nó đầy nhá. Rất là an toàn luôn. À, ngoài ra thì các bạn có thể cũng có thể lắp được những cái giỏ, những cái phụ kiện, giỏ bên trên này hoặc là giỏ nhựa đều có thể lắp được. Đấy, trên chiếc C20 Pro này thì lại có chuông. Đó. Đấy, chuông bằng tay, bằng cơm. Đấy. Cái hay ở trên chiếc C20 Pro này ấy, là nó là phần công nghệ các bạn ạ. Các bạn có thể biết tưởng tượng như là chiếc xe này nó có cả chế độ cruise control. Đấy các bạn ạ. Cruise control là như nào nhỉ? Là chúng ta vặn ga, giữ ga ở một tốc độ, giải tốc độ nhất định. Đó, thì hệ thống nó sẽ hiểu là anh đang muốn đi tốc độ bao nhiêu, cố định bao nhiêu và nó sẽ tự hiểu, nó tự ra ga cho các bạn luôn. Các bạn nhìn thấy ở đây này. Đấy, tốc độ 16 km/h này thì nó cứ tự ra ga luôn. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Nó tự ra ga này, mình chả cần phải động tay vào đúng không? Đấy. Nếu mà muốn clear cái chế độ này đi thì các bạn có thể bóp phanh, nhá phanh một xíu thôi là nó tự hiểu là mình phanh. Y như trên ô tô ấy, các bạn nhấn phanh một phát thì nó sẽ xóa cái cruise control đi. Đó. Ngoài ra thì trên xe này nó còn có chế độ dắt bộ cùng chủ nhân. À, các bạn đi lên đi dắt xe chẳng hạn hoặc đi bộ chẳng hạn mà mình không muốn dắt cái xe nó nặng ấy thì mình bấm một nút dấu trừ ở dưới này. Đấy, nó sẽ kéo mình đi này, nó kéo mình đi với tốc độ 5 hoặc 6 km/h bằng với tốc độ chúng ta đi bộ ấy. Cũng rất là hay đúng không? Đấy, hoặc có thể là ngồi lên được, ngồi lên mà mình muốn đi tốc độ đấy mình bấm giữ này nó cũng tải được mình đi luôn. Nó cực kỳ là ngon luôn các bạn ạ. Đấy là những cái điểm mà mình thích. Thực ra trên một chiếc xe nào thì nó cũng có cái ưu điểm và những có những cái điểm mờ của nó đúng không? Nhưng tuy nhiên thì cái ưu điểm nó sẽ thắng thế những cái điểm mờ kia. Và chúng ta chấp nhận được là chúng ta bỏ qua được những cái mà những cái điểm đó. Và để chúng ta tận hưởng được những cái mà ưu điểm nó mang lại. Thì cái đấy cũng là một cái niềm vui của các bạn ấy đúng không? Cái điểm mình cũng chưa thích lắm ở chiếc xe này ấy, là khối lượng của nó tương đối nặng. Thông thường như mình đang xách đây thì nó tầm khoảng độ 24 cân. Tuy nhiên để nó nặng như vậy là do cái khối pin này nó cực kỳ là nặng. Quả pin này để mà tải trọng như vậy và đi được quãng đường như thế thì bắt buộc là nó phải trang bị một khối pin rất là lớn để đáp ứng được. Còn đương nhiên mà nếu như nhẹ chẳng hạn ấy, nhẹ thì pin nó sẽ được thấp hơn, được yếu hơn. Mình chắc chắn điều đó rồi đúng không? Ngoài ra thì mình cũng thấy là cái thiết kế này cực kỳ là ổn định và không bị lỗi mốt. Vì trên thế giới hiện tại có rất là nhiều mẫu xe thiết kế. Mẫu xe như mẫu xe Zhengbu X6 Pro này ấy, thì nó được trang bị cái công nghệ những động cơ mới thôi. Còn gì về phần khung ấy, các bạn nhìn thấy nó cũng gần như nó cũng phổ biến ấy. Mình cũng không thấy có gì đặc biệt lắm. Đấy. X6 này thì nó có sẵn luôn các baga này rồi. Các baga Zin đi theo xe này rồi. Đấy. Nhìn tổng thể chiếc X6 này thì giá này cũng xem chiếc xe MV Pro. Nhưng tuy nhiên thì nó sẽ thuộc hai đối tượng phân khúc khách hàng khác nhau. Với các bạn trẻ hoặc là thanh niên hoặc là những người đi làm trẻ trung năng động thì thường hay lựa chọn chiếc C20 Pro. Thế còn các bạn học sinh nữ chẳng hạn hoặc là các chị thích mặc váy đi xe hoặc là các bác có tuổi chẳng hạn mà thích đi những dòng xe nó có cái khung nó thấp như này thì có thể đi được như này. Vì là khi mà chúng ta bước lên xe mình đưa chân ngang qua như này thì nó khá là thấp. Nên là các bạn có thể dễ dàng các bạn đi được, trèo qua, ngang qua được ấy. Rất là đơn giản luôn ấy. Đấy. Và khi ngồi lên rồi thì nó còn có giảm sóc này nữa. Rất là êm. Đấy. Êm cực luôn. Rất là phê. Nhịp nhàng lắm. Và mình đảm bảo với các bạn là khi mà mua chiếc xe, hai chiếc xe này ấy, thì các bạn không bao giờ cần phải năn tăn một vấn đề gì về chất lượng cũng như về giá cả cả. Vì nó quá phù hợp. Mình đã tính toán rất là phù hợp đối với cả người Việt Nam rồi. Và bảo hành thì bên mình bảo hành
miễn phí tất cả các lỗi của nhà sản xuất là 15 tháng. À, còn bảo trì, bảo dưỡng thì bên mình làm miễn phí trọn đời luôn ở tại hai cửa hàng. Số 109 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội và số 243 xẹt 1 xẹt 22B Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn có thể đến trong giờ từ 8:30 đến 21 giờ hàng ngày, đều có kỹ thuật phụ trách hướng dẫn và làm dịch vụ cho các bạn. Ngoài ra, bên mình còn có cả dịch vụ làm về sửa chữa bên ngoài. Các bạn mua xe hoặc các bạn ở của nơi khác ấy, hoặc là các bạn mua xe order hoặc là gì đó, các bạn có thể đến bên mình để làm dịch vụ sửa chữa cũng như bảo dưỡng. Thì bên mình sẽ lấy phí dịch vụ các bạn nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Xe Đạp Điện Trợ Lực Channel. Bên mình rất là cảm ơn các bạn vì các bạn là những người mà ủng hộ cho bên mình ngay từ những viên gạch đầu tiên để xây dựng lên một cái hệ thống xe đạp điện trợ lực, cũng như những cái kênh YouTube và những cái kênh về Facebook các thứ là bên mình gây dựng từ 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 con số số 0 này luôn, và đến bây giờ đã đạt được một số những thành quả nhất định. Có thể nói là bên mình đang là đơn vị dẫn đầu và là số 1 của Việt Nam luôn. Hiện tại bên mình đang có kênh YouTube khá là uy tín và những cái kênh Facebook cũng rất là uy tín và số lượng người follow cũng như theo dõi liên tục đấy, rất là chuẩn và xịn luôn đấy. Các bạn có thể tìm hiểu ở trên mạng nhé, search là kênh xe đạp điện trợ lực này đấy, là sẽ ra các cái thông tin của bên mình, cũng như là vào kênh YouTube thì search là xe đạp điện trợ lực channel ấy thì cũng sẽ ra cái kênh của bên mình. Ok, cảm ơn các bạn. Chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Sẽ luyện tập thể dục thể thao hàng ngày. Chúng ta có thể đạp xe để cho nó chủ động trong cái việc mà luyện tập ấy thì nó sẽ tốt hơn cho sức khỏe của mình. Ok, xin chào.